kính thưa quý khán giả tiếp đến nữa là thị trưởng của thành phố Mariupol của Ukraine nói rằng là thành phố nằm trong tay những kẻ chiếm đóng. Thị trưởng của thành phố Mariupol ở phía đông nam của Ukraine đã cho biết vào ngày hôm nay sau nhiều lần ở anh kích thì thành phố đã bị bao vây và như thành từng mảng một và giết chết một số người dân thường cũng như là buộc hàng trăm nghìn cư dân ở đây phải rời đi. Và thị trưởng của thành phố phải nói rằng không phải tất cả mọi thứ đều có thể nằm trong khả năng của chúng tôi. Và rất tiếc, thật không may, chúng ta đang ở trong tay những kẻ chiếm đóng ngày hôm nay. Đó là lời rất là đau lòng mà ông phải nói để cho mọi người biết. Và đến nay, thị trưởng Bochenko đã kêu gọi phải di tản toàn bộ dân chúng ở tại thành phố của ông ra khỏi vòng tay của gọi là của những kẻ chiếm đóng để họ có thể được an toàn hơn. Và ông nói là ở nơi này là nơi sinh sống của khoảng 400.000 dân cư trước khi Nga tiến vào xâm lược Ukraine. Và bây giờ đây là có khoảng 160.000 người đang còn lại ở thành phố và đang bị bao vây ngày hôm nay. Và họ không thể sống vì không có nước không có điện, không có internet, không có gọi là máy sưởi và cũng như là không có thể có internet hoặc là có thể kết nối với bên ngoài được, không có điện thoại, không có bất bất kỳ một cái gì để mà có chuyện thì có thể kêu gọi sẽ giúp đỡ được và không rõ rằng liệu cuộc giao tranh có thể diễn ra tiếp tục hay không khi mà thành phố đã bị gọi là tất cả mọi thứ đều đổ nát và thương vong đến như vậy và các quan chức của Ukraine đã cáo buộc Nga đã gọi là ngăn cả các đoàn xe nhân đạo có thể đến gần khu vực của thành phố Mariupol và để có thể giúp đỡ những người dân thường có thể rời khỏi thành phố một cách an toàn và đây quý vị có thể nhìn thấy trên hình ảnh là sự hoang toàn của thành phố Mariupol một trong những thành phố quan trọng nằm ở khu vực phía đông nam của Ukraine kính thưa quý vị